Cháu Đức xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục có mặt tại nhà của ba anh em Mìn, ba em Chùa và em Quỳnh. Đấy, như thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Đức chia sẻ lên các bác thì cũng được rất là nhiều cô bác anh chị là quan tâm tới các em, vì là các em có một cái hoàn cảnh khá là đặc biệt. Và thời gian vừa rồi thì em Quỳnh thì có vợ, và vợ thì cũng đã sinh rồi, thì phải nói là hai vợ chồng thì lập gia đình quá trẻ. Đến thời điểm hiện tại thì hai vợ chồng sinh một em bé thì cũng còn khá là trẻ nữa cô bác. Hôm qua thì khi mà cháu Đức lên đấy là mẹ là vừa mới sinh cô bác, là còn chưa có sữa, thành ra là thấy các em rất là tội. Và ở đây thì thật sự ra thì cháu Đức cũng không có biết là phải mua gì lên cho các em đấy, nhưng mà rất là may là em gái của cháu Lực cô bác này vừa sinh em bé, cho nên là bây giờ được 4-5 tháng rồi thì cháu Lực là xin lại đồ của em gái cháu Lực lên cho vợ của em Quỳnh cô bác ạ. Bây giờ đi xuống ấy mua ấy, thì cháu Lực cũng không có biết mua đồ gì cả cô bác ạ. Ở đây thì cháu Lực chưa trải qua ấy, thành ra là cũng không biết mấy cô bác, thì rất là mong cô bác anh chị thông cảm cô bác nhé. Hôm qua thì khi mà cháu Lực lên chia sẻ đấy cô bác, thì cũng có một số cô bác nói rằng là cái việc mà đẻ ngoài đường ấy là không tin đấy, nhưng mà cháu Lực lên thì thấy nghe là em Quỳnh em ấy kể lại, và hàng xóm xung quanh là kể lại nữa, là đi vào trạm xá là đi không kịp, thành ra là đẻ ở dọc đường luôn cô bác ạ. Xong khi đó thì đẻ xong thì cũng không có đem ra trạm nữa, mà là đem đến là lại quay trở lại là về nhà luôn. Hai vợ chồng là lập gia đình quá trẻ, thành ra là về cái vật chất này kia là vẫn còn thiếu thốn rất là nhiều các bác. Ở đây thì nếu mà như các cô bác có những cái bộ quần áo trẻ sơ sinh ấy, thì cho cháu Lực xin để cháu Lực gửi cho hai vợ chồng em Quỳnh. Sau khi mà cái thước phim hôm qua cháu Lực đăng tải lên ấy, thì cũng có một số bác nói một số tên ra để mà đặt tên cho con gái của em Quỳnh các bác ạ. Không biết là Quỳnh đang làm gì ở kia đây. Đang đổi cái gì đấy Quỳnh ơi? Hồi anh xem chó được không? Đang đuổi gà mái làm gì đấy? Đấy anh chào Quỳnh nhá. Rồi này, từ từ. Này đeo một cái mic đã. Rồi thì chào. Rồi thì nói nó mới to rõ được. Nào hộ anh kẹp một tí. Hộ anh kẹp sâu một tí nó rơi. Đấy rồi. Con xin chào các ông, các bà, các anh, các chị ạ. Ồ, thế là vừa rồi đổi gà làm gì ấy? Đổi gà cho thịt vợ. À, đổi gà là thịt cho vợ đúng không? Không phải thịt vợ nữa nhá. Thịt cho vợ ăn nhá. Đấy, chứ không phải là thịt cho vợ. Đôi lúc thì các em là nói nhất là em Quỳnh của bác nói câu thì là từ ngữ về trước về sau, thế đuổi được chưa? Chưa. Chưa? Vâng, nhưng mà tí tối đã. Tí tối à? Vâng. À thế là hôm nay mẹ đã cho lên nhà trên chưa? Chưa. Chưa, thế là cho ở nhà dưới à? Vâng. À thế hôm đêm qua thì là con nó khóc không? Có. Có á? Vâng, khóc đến 2 giờ với đường. Con 2 giờ à? Vâng. À nó mới ngủ à? Vâng. Thế là em mới được ngủ à? Vâng. Thế là sau khi làm bố thì thấy vất vả không? Có. Có à? Vâng. Vất vả, nhưng mà bây giờ cái duyên cái số rồi, nó đến thì mình cũng không biết là tránh như nào được đúng không? Đúng. Đấy, nhưng mà mong sao là hai vợ chồng sẽ sau này sẽ dạy dỗ con là thành người, thành tài nhá. Vâng. Đấy thì hôm nay thì anh lên là anh có một chút quần áo này để đem đi xuống cho con nhé. Cho vợ là đem cho con quần áo này thì là
nói với Quỳnh là quần áo cũ thôi nhá. Vâng. Anh xin lại, anh xin của em gái của anh. Em gái của anh thì cũng vừa mới vừa mới sinh một bé gái. Hay cùng với sinh một bé gái nữa mà bây giờ thì lớn rồi, thành ra là anh xin lại là anh đưa cho em. Vâng. Đấy, bây giờ thì anh em đi xuống nhà đi nhỉ. Vâng. Mẹ hôm nay là mẹ có ở nhà không? Không, mẹ đi lấy cỏ á. Vâng. Thế là nhưng mà bao giờ mẹ mới cho về lên trên nhà mình để ở? Một tháng á? Nếu mà một tháng mẹ không cho ở thì làm nào? Bây giờ mai hả bác? Thế một tháng nếu mà mẹ không cho ở thì làm nào? À, không biết là đến lúc đấy như thế nào đúng không? Ồ, đây là đốt cái gì đấy? Lúc đấy lấy cái này về. À, lấy cái này vỏ ngô à? Vâng. Rồi, đi vào nhà đi. Thế là thưa cô bác ạ, thời gian vừa rồi khi mà đẻ đấy là mẹ của Quỳnh là không có cho đẻ ngoài đường, là không có cho con, không có cho ở cùng, thành ra là xin tạm nhà anh hàng xóm là đi làm công ty đấy để mà ở. À, lại chuyển vợ ra ngủ bên kia rồi à? Hôm nay mặt đỡ sưng hơn chưa hả em gái? Cũng chưa à? Vẫn như thế à? Ồ. Hôm nay em bé có ngoan hơn không? Có. Có ngoan hơn rồi à? Rồi. Thế anh vừa xin được một chút là quần áo, một chút là cái khăn quấn nhá. Thì để quấn cho con nhá. Ờ, nào tích Quỳnh vào đây nào. Thế là lại chuyển ra đây ngủ à? Buổi tối thì Quỳnh ngủ trên à? Vâng. À. Nhà cửa thì hôm nay là thấy quét dọn là gọn gàng nhỉ. Đấy, xin anh ở thì là quét dọn gọn gàng cho anh một chút. Đấy, đêm hôm qua bé có khóc không à em gái? Có à? Khóc đến mấy giờ? 3 giờ em à, em là 3 giờ mới được ngủ à? Oppo. Đấy là mẹ cũng vất vả đấy nhỉ. Hai vợ chồng thì còn khá là bỡ ngỡ của bác ạ. Ở đây thì cũng đọc được một số bình luận các bác nói rằng là đẻ rất là sớm của bác đấy, nhưng mà bây giờ cái duyên cái số rồi thì không tránh thể nào được. Đấy thì hai vợ chồng đã đặt được tên cho con chưa? Định đặt tên là gì? Vợ định đặt tên là gì à Quỳnh? Vợ cũng bảo như thế luôn anh. À, là cái tên gì cơ? Giang Thị Du à? À, Giang Thị Du à? Du à? Hôm qua anh thấy một bác bình luận ở trên kênh nói là Khánh Chi đấy, chứ không là hai vợ chồng xem là tên, nếu mà Giang Khánh Chi. Giang Khánh Chi mình đặt đấy là tên theo kiểu phong cách là người đồng bào dân tộc Kinh một chút. Giang Thị Du à? Giang Thị Doa. Giang Thị Doa à? Ừ. À, Giang Thị Doa. Thế là đã đặt tên chưa? Chưa, chắc là mai đã. Mai à? Ừ. Thế đặt tên như này thì là có mổ gà không? Mổ gà để cúng không? Còn mua thịt. À, mua thịt về à? Ừ. Mua thịt về để làm lễ đặt tên đúng không? À. Cái mặt của vợ của Quỳnh là sau khi mà đẻ xong ấy là mặt là sưng húp lên của bác ạ. Hôm nay thì mình đi đâu hết rồi? Mình đi lấy cỏ rồi. Mình cũng đi lấy cỏ à? Vâng. Thế là chùa nữa? Chùa lúc đấy đi chăn trâu. À, là chùa là đi chăn trâu à? Vâng. Chùa là chỉ có đi chăn trâu là nhiều đâu các bác ạ. Đến ngày chủ nhật thì là Quỳnh trích tiền ra đi mua cho vợ một tấm nệm nhá. Vâng. Để cho vợ ngủ nhá. Vâng. Chứ ngủ ở đây thì giải một chút rơm thôi. Vâng. Có thể là em đi lấy nệm về này, giải rơm ở phần dưới xong rồi lấy nệm ngủ giải bên trên thì cũng được nhá. Vâng. Trích cái tiền mà hôm qua là anh đưa cho em ấy.
Cái tiền đấy là bà là gửi cho hai vợ chồng là để mà trong thời gian đang ở cứ đấy nhá. Thời gian đang ở cứ này mua thức ăn cho vợ cho nó đầy đủ, có chất một tí. Thế là vợ là có sữa chưa? Vẫn cũng chưa đâu à? Ồ, thế là lâu quá nhỉ? Được à. Đến hôm nay là 2 ngày rồi. Thế những lúc qua khóc như này thì là những lúc mà nó đói thì lấy gì cho bé ăn? Đói thì lúc đấy nó nói cho mẹ đi, mẹ mang bé xuống dưới kia cho ăn được. À là đi 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 xin sữa đúng không? Đúng. À đi xin sữa tận nhà nào? Nhà dưới này à? Nhà dưới này á? Vâng. Thế là nhà dưới này cũng đang có người là có em bé à? Vâng. Ồ. Thế thì hỏi xem là người lớn xem mà làm cách nào để mà nó có sữa đấy nhá. Có sữa nhanh nhá. Mua mấy hôm nay thì không có ai mua lợn cả, chứ không là đi mua chân giò lợn về cũng được. Hay mua chân giò về ninh xong là ăn chân giò đấy, thì nó cũng có sữa. Đấy thì là theo là cái hiểu biết của anh thôi, chứ thực sự ra thì anh cũng không có biết nhiều cho lắm. Thì bây giờ là cái gì không biết thì là hỏi những người mà đi trước nhá. Những người ta có con cái rồi. Mẹ thì cho ra ở riêng rồi, thành ra là làm có thể là mẹ là cũng không có quan tâm mấy đâu ấy, chứ không là mẹ là lên trên cho ở đến nhà mới chứ, trên nhà trên kia rồi, chứ không phải là cho đi ở nhờ nữa. Thế rất là may là còn có nhà hàng xóm đây cho ở nhờ, chứ không là hai vợ chồng là dựng lán để ở đấy. Thế mấy nữa mà lúc mà vợ hết ở cứ thì có được ở riêng luôn không? Có. Có á? Vâng. Thế là mẹ vợ hết ở cứ xong ở riêng luôn à? Thế bây giờ nhà cửa không có thì ở chỗ nào? Đấy, bây giờ đến như thế đấy còn là không biết là như thế nào nữa. Đấy, Quỳnh thì là một thanh niên nhìn vào khuôn mặt thì rất là hiền của bác ạ. Đấy, rất là hiền để mà em ấy nói. Như hôm nọ ấy, thì cháu được có ghi hình lên thì cũng có một số cô bác nói rằng là làm sao mà đẻ được ở ngoài đấy. Thì thật ở đây thì hầu như cô bác ạ, có những người là còn đẻ ở trong nhà luôn đấy, chứ không phải là đi ra ngoài đâu. Thế là ra đến trạm, gần đến trạm thì xong là mẹ vợ với lại mẹ đẻ là đứa đẻ luôn à. Thế lúc ở đấy thì được tầm độ bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ? Luôn vợ đẻ đứa. Lúc đấy có 1 giờ rưỡi rồi. 1 giờ rưỡi xong là đẻ đến bao, đến mấy giờ? Đến 2 giờ về đến. À đến 2 giờ là về đến nhà đúng không? Vâng. Đấy, trong thời gian ở cứ thì đừng bảo vợ là đi lại nhiều nhá. Vâng. Đấy, chứ không là sau này là ảnh hưởng nhiều lắm đấy. Vợ thì năm nay cũng có 16 tuổi thôi cô bác ạ. Chồng thì năm nay mới có 17 tuổi thôi. Đấy, giờ thì cho vợ là nghỉ ngơi đi. Hôm nay thì anh cũng cầm một chút đồ là vừa rồi anh nói là đồ cũ rồi nhá, chứ không phải là anh mua đồ mới đâu nhá. Đấy, thì đồ này thì là giặt sạch sẽ hết rồi nhá. Chỉ cần việc là dùng thôi, giặt sạch sẽ là cất là em gái của anh là cất hết vào túi bóng hết rồi. Em gái của anh thì cũng mới sinh được 4-5 tháng thôi. Đấy, thành ra là anh xin lại về để cho em bé dùng luôn. Chứ cũng chưa đi mua được khăn gì đâu đúng không? Chưa, chủ nhật mới đi mua. Chủ nhật thì mới đi mua à? Vâng. Thế thì chủ nhật thì trích cái tiền đấy ra để mua một chút nhá. Vâng. Đấy, rất là may là được bà Vương Kim Thanh là gửi tiền cho để mua, chứ không là chỉ có đem quỷ đi bán thôi. Mua thì nhỏ như này thì chắc là tá thì chắc là cũng chưa cần thiết mấy. Xem gọi là xem cái gì cần thiết thì là mua cái đấy. Thế nhưng mà quan trọng nhất là mua đồ về để cho vợ ăn nhá. Vâng. Mua đồ về để cho vợ ăn thì vợ mới có sức, mới có sữa được. Để cho vợ là nằm nghỉ ngơi một chút đi. Anh em mình ra bên ngoài đi. Đấy, hôm nay thì thấy là đồ đạc dọn dẹp là sạch sẽ này. Đấy là quả gì đấy? Quả bí à? Cho con lợn ăn. À đấy là cho con lợn ăn à?
Thế là hôm nay sáng nay là nấu gì cho vợ ăn? Sáng nay nấu thịt gà. Là sáng nay nấu thịt gà. Vâng. Thế gà đấy là mua ở đâu? Mua dưới kia. Đấy là mua con gà đúng không? Đúng. Mua gà bán đấy đúng không? Đúng. Hai cái xe này thì có vẻ như là không có ai đi nhỉ? Vâng, cái xe đấy của anh kia anh không đi, không ai đi đâu. Cái xe của em thì để đâu? Xe của em lúc đấy em mới đi lấy. Đi lấy. Đi lấy ở... Từ từ cứ nói chậm đi, từ từ cứ nói chậm xem là đi lấy cái gì. Đi lấy cái này thì nó lấy được tuần chưa. Đi lấy mạ này đúng không? Đúng. Thế là lấy đi để tận đâu? Để trên ạ. Để trên kia, xong rồi đi trồng lúa ở đâu? Trồng... Nhà em trồng hết chưa? Trồng hết rồi. Trồng hết rồi, thế lấy về là cho cháu ăn hay là như nào? Lấy về cho cháu ăn. Đấy. Lần sau thì cái đốt này nhá. Vợ đang ở cưới này thì không được đốt túi bóng này, vỏ chăn này nhá. Vâng. Thế là những cái tấm vải này là vừa mới xé ra thôi à? Vâng. Vừa mới xé ra là mà để quấn cho em bé thôi à? Vâng. Rồi thì có vẻ như thấy là phơi mấy tấm này. Những cái tấm này thì là cũng là của em à, cũng là của vợ đúng không? Không, đây cái tấm này là Là tấm này là của em dưới kia. Thế là đem lên đây phơi à? Vâng, của vợ là trên. Thế là của vợ là mới có ba tấm này à? Vâng. Này hàng này khi mà vợ đẻ thì hàng xóm người ta có đến thăm không? Không. Không á? Vâng. Thế là phải là mẹ đi lấy được công thì người ta mới sang ấy nhỉ? Vâng. Anh thấy là đây này đốt những cái vỏ chăn này, những cái này thì mùi quá là không nên đốt đâu. Đốt này là nó ảnh hưởng tới em bé đấy. Em bé thì đang còn là nhỏ nữa. Chứ không là hôm qua là đem vác củi đem đi bán đấy nhờ. Đem đi bán. Thấy là có lần đã có ai gửi cho em số tiền mà lớn như vậy chưa? Đã có ai bao giờ mà đưa tiền cho em lớn số tiền mà nhiều như vậy chưa? Chưa. Chưa à? Vâng. Thế đi làm thuê thì có bao giờ làm được như thế không? Không, không được á? Vâng, chỉ được 200 thôi. 200 à? Vâng. Thế là em cảm thấy là nhận được cái số tiền của bà mà giúp đỡ thì cảm thấy là có biết ơn đến bà không? Khi mà bây giờ mình đang không có gì cả. Không có gì để mà mua đồ cho con cả. Bà thì là ở tận bên nước ngoài thôi. Đấy, bà có theo dõi được thì bà thì thực sự ra thì bà bảo là dùng số tiền đấy để mà cho em là đưa vợ đi vào trạm. Đấy, nhưng mà em là đưa vợ đi vào trạm rồi là đến giữa đường thì là đâu đẻ quá thành ra là đẻ đấy đúng không? Đúng. Ở đây thì thực sự ra cô bác ạ là vợ các em đấy là vợ của Quỳnh đấy như bầu đến 8-9 tháng thì sắp đẻ rồi. Vẫn còn phải đi ra ruộng này, ra nương này để làm này, cho nên là cảm giác như là tập thể dục trước đấy các bác. Thành ra là khi mà đẻ thì nó cũng rất là dễ dàng thôi. Ở đây thì không phải là một mình em ấy cả, như hoàn cảnh của em Dung ấy cũng thế các bác. Khi mà cháu được lên chia sẻ là còn đẻ ở tại nhà luôn, là mẹ là hóa thân thành là bác sĩ cũng như là người mà đỡ đẻ đấy. Nhưng mà cũng rất là may là không có chuyện gì xảy ra đấy. Nhưng mà nếu mà mất máu quá nhiều là có thể là ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ luôn đấy. Nói là các em thì là do là không biết cô bác ạ, cho nên là rất là bạo gan. Đấy, nếu mà như kiểu hiểu biết một chút á chắc chắn là sẽ sợ đấy, nhưng mà các em lại không biết đấy cô bác. Đây là dây điện của nhà ai mà nhìn sao có vẻ là thấp thế à? Dây điện của nhà dưới này ạ. Nhà dưới á? Một dây là nhà của Vân à? Vâng. Thế người ta không có dùng cột để mà chống như này thì lỡ đâu mà trẻ con nó đi qua quạch phải là dao mà trượt chúng hết là ú rồi. Đó là dây điện ngắn này, xong rồi rất là nguy hiểm nữa. Thế là mấy hôm thời gian này thì là chịu khó ở nhà là chăm vợ nhá. Vâng. Đấy, có thể là số tiền là 3.700.000 là 50.000 thì cũng
đủ để mà chăm vợ, để mà ở cứ rồi. Còn thiếu như nào thì là em là có thể là đem củi đi bán hay là tự đi làm một chút nhá, chứ không được có ỷ lại quá đâu nhá. Đây không được có ỷ lại là đã có anh lên ghi hình là bảo là anh nên giúp đỡ thì cái đấy thì không có. Ở đây thì là các bác thương thì các bác mới cho thôi. Đấy. Nhưng mà các bác không có thương là các bác không có cho đâu. Các em là không có được là người ăn học, thành ra là các bác là rất là quý cái tính chất mà thật thà của các em. Có những cái chuyện gì mà thật sự là cần đến anh giúp thì là có thể báo với anh nhá. Còn là có những cái chuyện gì là mình tự làm được thì mình sẽ tự làm nhá. Bây giờ thì Quỳnh là mình là một người đàn ông mà, sức dài vai rộng mà, cho nên là cái gì không được ỷ lại quá, đừng có là dùng tiền mà đi chơi này nọ nhá. Anh mà bắt gặp là anh sẽ nói thẳng luôn đấy, chứ anh không có bao che đâu. Anh chỉ mong muốn là giúp đúng người thôi, chứ anh không muốn giúp là sai người. Giúp sai người thì đối với nó cũng thật sự ra nó cũng mang tội, em hiểu không? Như đôi khi là có người ta nói là dựng lên cái câu chuyện mà để mà lấy được lòng thương đấy. Đấy, thật sự ra tính của anh thì anh rất là thẳng thắn thôi. Anh thì anh không biết là chia sẻ nhiều, mặc dù là có thật sự là các em là nó rơi vào hoàn cảnh như thế rồi, nhưng mà đôi lúc anh nói là như kiểu là không có được lòng tin ấy, thành ra là các bác là vẫn chưa có tin tưởng cho lắm đâu. Anh đã từng là trải qua rất là nhiều câu chuyện rồi, cho nên là mỗi câu chuyện anh sẽ đúc kết ra được một chút cho bản thân của anh. Anh tự tìm cái cũng như là cái phương án để làm sao mà khi mà anh không nên giúp nữa. Thế là bây giờ nếu mà đi giặt quần áo thì là giặt ở trên hay giặt đâu? Giặt trên ạ. Giặt ở trên à? Vâng. Em mà hôm nay gạo với lại này kia thì còn vẫn còn đủ ăn chứ? Có. Vẫn có đúng không? Gạo này kia là đủ ăn đúng không? Đấy. Có thể là thời gian vừa rồi thì anh không biết là hai vợ chồng là ăn cơm hay ăn rau đấy, ăn thứ gì đấy, nhưng mà bây giờ thì có thể là em là người chồng. Người chồng thì có thể là làm cách nào để mà cho vợ mình được cách là tốt nhất có thể nhá. Ăn những cái gì mà nó bồi bổ một chút. Ăn gì nó bồi bổ một chút để chứ không đừng là anh đưa tiền trong là để cất tiền ở đấy đâu nhá. Rồi. Thế là ngoài những công việc mà đi lấy củi như này thì em còn đi lấy cái gì để bán được không? Còn đi lấy dưa nữa. Đi lấy quả dưa. Vậy. Thế là quả dưa đấy là em lấy tận đâu? Lấy tận Em có biết quả dưa là quả gì không? Quả dưa không biết, quả dưa có. Có à? Lấy đây rồi. À. Cái này là có phải của nhà em không? Cái này không mà. Cái của nhà em là tận đâu? Kia. Kia. À thế anh em mình đi xem một chút này thế. À cái chỗ nọ mà em chỉ anh ấy bảo là ăn với cơm đấy á. Hết rồi á. Chủ nhật tuần này thì còn lấy được dưa này đi bán không? Lấy đơn ký nhưng mà có ít quá thì để ăn thôi. Ít quá để ăn á? À? Thế anh em mình ra kia hái vài quả đi. Cái này là ruộng của nhà em đúng không? Cái này ấy. Dưa này thì đến bao lâu thì thu hoạch hả Quỳnh? Dưa này đến bao lâu thì hái hết? Ôi nhưng mà sao lại dưa nó lại rơi xuống đất kìa? Rơi hết xuống đất thì nhà đi về nhà. À thế là rơi xuống thì mình mới được nhà đó? Còn nhà đi ăn thôi. À thế là ra đây. Thế là những quả nào mình để làm giống? Có một quả này thôi mà. À mấy quả này ra kia tìm vài quả thôi nào. Đây. Anh tìm vài quả bé bé thế nào. Tranh thủ là ra đến đây. Đây cũng là cuối mùa rồi đúng không? Đúng. Thế là những quả này là nhặt đi là để ăn hay là để làm giống hay cho lợn? Để ăn ra cái này nữa.
nó không bị sao để ăn thôi. À, nó không bị sao để ăn à? Vâng. À, đây có một quả bé bé tí này. Đây. Bé có ít quá thôi. À. Cái dưa này thì là thường vào hôm nào thì đem đi bán? Chủ nhật mới mang đi. Chủ nhật đem đi bán à? Hôm nào đi bán được nhiều tiền nhất là bao nhiêu? Được 200 về. Được 200 nghìn á? Thế là tiền đấy thì nếu mà đem bán về thì em tự cầm hay là đưa cho ai không? Đưa cho mẹ. Đưa cho mẹ à? Ừ. Dưa này là mẹ chồng đúng không? Tất cả chồng cùng chồng. À, nó là cùng chồng cùng nhau đúng không? Đúng. Nhưng mà tiền là đem đi bán về thì vẫn đưa cho mẹ đúng không? Đúng. Hái được mấy quả Quỳnh? Thế những cái quả này thì còn để con đem đi bán không ấy hả? Có nhiều thì cũng mang đi. Có nhiều thì cũng mang đi bán à? Vâng. À. Chắc là cái đợt này là đợt cuối cùng rồi nhờ. Thế là cũng chẳng có quả mấy đâu, mỗi quả to to là nhiều thôi. Vâng. Đó, đây, đây, đi về đi. Con gì à? Không phải, không có con gì, cái này vòng. À. Quả. Quả. Có vẻ như là trời lại sắp mưa đấy. Nhà cũ các em thì là nhìn ở đây đi thì có vẻ là khá là rộng đấy cô bác ạ. Đấy nhưng mà khi mà đi vào trong nhà đấy là một cái ngôi nhà mà khá là nhỏ. Vào bên trong thì khá là hẹp. Thứ nhất là bên trong là có rất là nhiều người cùng sinh hoạt, và thứ hai là có rất là nhiều đồ đạc nữa. Đây. Thời tiết hôm nay thì nắng đẹp đấy nhỉ. Nhưng mà trên kia thì là mây đen lại kéo đến rồi các bác ạ, không biết là liệu rằng là có mưa to không ấy. Quỳnh là thấy là càng ngày càng tóc có nhiều ấy nhỉ? Càng ngày tóc bạc càng nhiều ấy, như hiểu là cái này thì là do gen di truyền các bác ạ. Ôi, có sợ chó không đấy à Quỳnh? Không sợ đâu à? Ôi, ôi dưa này nhiều đấy nhở? Thế là lấy dạo này đi sát à? Tấm á. Ồ, thế là này là cho trâu à? Vâng. Chua về rồi. Thế là thấy có trâu à chùa? Vâng. Chùa gửi một lời chào thấy các ông các bà nào. Con xin chào các ông các bà. Cùng mẹ chuẩn bị thái cỏ à? Vâng. Thế thì chùa là đi, Quỳnh là đi sắt gạo à? Vâng. Thế là bây giờ đi xuống xá? Vâng. Thế cứ đi đi. Thế là dùng xe để xe này để đi đúng không? Bao này tầm bao nhiêu cân? Bao này tầm chưa sát thì chưa là 30 cân. 30 cân á? Thế tí nữa mà sắt ra thì được tầm bao nhiêu cân thóc, cân mà bao nhiêu cân gạo? Được 18 cân thôi. Được 18 cân, 18 cân thôi á? 18 cân, 18 cân. Thế là xe này là bố mẹ vợ là tặng cho nhỉ? Mỗi lần sắt thế này thì là người ta lấy tầm bao nhiêu tiền? Cái này nếu ở trên này điện không mất thì chắc kia 10.000 thôi. Nhưng tại không đem bao nhiêu. Thế là khu này là bây giờ đang mất điện à? Vâng. Mất điện được bao nhiêu ngày rồi? Mất điện được 3 ngày. Mất điện được 3 ngày rồi á? Vâng. Ôi, thế buổi tối ăn cơm kiểu gì? Nếu ăn cơm thì lấy điện thoại bật điện. Thế là ăn cơm bằng điện thoại à? Vâng. Ở dưới này bao giờ mới có điện? Chưa, không biết, chắc là
Xá bảo là được 1 tuần. Thế là 1 tuần mới có điện à? Rồi. Thế thì quay xe đi đi tí kẻo chơi trời tối về còn lo cho vợ nữa. Đây, Quỳnh bây giờ là chuẩn bị đi sắt gạo của các bác ạ. Chúng mình sẽ đi vào nhà xem là Quỳnh với lại em chùa nói chuyện với em chùa một chút với lại thêm là mẹ nữa. Thế thì đi đi nhá. Rồi. Thì anh đi sau. Đi về sớm sớm nhá, trời sắp mưa kìa. Đây là vừa thấy là mẹ vừa đi cắt về sao nhỉ? Hôm nay không đi chăn trâu à? Sáng này đi xem à, đi trâu là để rừng đúng không? Đi xem nữa đúng không? Quên cái gì à Quỳnh? Lấy thêm một cái bao à? Thế là thái hết cả chỗ này à chùa? Không đấy. Là mua chỗ đấy thôi à? Ở phía bên ngoài thì nhìn vào ngôi nhà thì nhìn trông rất là rộng rãi các bác. Đấy nhưng mà đi vào trong nhà phải nói là một ngôi nhà rất là chật chội này. Em chùa thì tầm độ là 1 tháng nữa các bác. Tầm 1 tháng nữa em sẽ bắt đầu là đi vào học. Lúc nào mà gần đến học với các bác thì cháu Lực sẽ đi xuống để mà mua đồ đạc cho em. Còn trọ này kia thì cháu Lực cũng đã tìm cho em hết rồi. Ở nhà đi là tự ôn bài một chút nhé. Ra cho một cái này từ từ đấy. Ở nhà thì tự ôn bài một chút để mấy nữa đi nếu mà ra đi thi chọn lớp thì còn thi chọn được nhá. Bây giờ thì được bà bé giúp đỡ là đi học thì đi học là cố gắng học thật giỏi nhá, học giỏi một chút nhá. Thật giỏi thì không nói nhưng mà học phải học giỏi giỏi nhá. Cũng khá là lâu rồi cô bác ạ. Cũng khá là lâu rồi em ấy không có đi học trở lại rồi. Mà hôm nay là ở trên này là mất điện hết à? Đây, bây giờ thì để cho Quỳnh cùng chùa với lại mẹ là làm các bác. Cháu Lực cũng sẽ xin phép là đi về thôi. Trời thì sắp mưa rồi. Và cái video này thì cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác. Và rất là mong sẽ được sự yêu quý của các bác dành tặng tới cho hoàn cảnh của em, hoàn cảnh của ba anh em. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những cái sống tiếp theo trên kênh bản em rồi. Xin chào các bác. Phải nói là thái này thì cũng khá là nguy hiểm các bác ạ, không cẩn thận cái là xảy ra tai nạn rất là lớn đấy. Chùa gửi một lời chào tới các ông các bà nào. Gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà. Cô xin chào tạm biệt các ông các bà. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại
bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.